Chào các bạn, trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn các cái giao dịch của mình đã thực hiện ngày hôm qua, ngày 6 tháng 11, thứ sáu. Mình ngày hôm qua trong chỉ vòng 1 giờ sau khi thị trường mở cửa, mình kiếm được khoảng gần 1.000 đô. Mình kiếm được số tiền đó qua ba cái mã giao dịch là mã NET, SQ và 33. Thì mình sẽ cho các bạn thấy mã NET đầu tiên nó như thế nào. Mã NET này ngày hôm thứ năm tuần trước, ngày 5 tháng 11, nó đóng cửa thị trường ở giá 58. Sau đó nó có báo cáo lãi trong quý vừa rồi và stock đó đầu giờ sáng, 9 giờ 30 sáng ngày hôm qua, tức là mở cửa thị trường với giá là 63. Như vậy là khoảng 10 đến 15% tăng giá so với ngày hôm trước. Thì một khi mà stock nó như vậy thì mình sẽ hy vọng và dự đoán, dự kiến là trong ngày hôm đó thì stock sẽ tiếp tục theo cái chiều hướng là đi lên, tại vì nhiều người sẽ mua stock đó hơn. Thì mình sẽ đợi cái lúc hợp lý nhất để mình mua vào, mà mình có một cái gọi là stop loss, tức là cái điểm mình nếu mà mình thua thì mình phải buộc phải bán, điểm stop loss hợp lý nhất. Thì thực ra là đầu giờ, ngay đầu giờ thì mình đang bận giao dịch con khác mà mình không muốn nói về cái con đấy, nên là mình sẽ nói về cái con NET này. Lúc mà mình mua nó, như các bạn có thể thấy đây, con NET mình mua 200 phiếu với giá 65,46 lúc 9 giờ 39, tức là ngay ở tại đây. Tại lý do tại sao mình mua như vậy, các bạn có thể thấy là stock đi xuống, đi lên, và đi lên ngay khi gặp và đi và bị trực khựng lại giá khoảng 65,50. Thì mình sẽ đợi đến khi nào mà stock quay lại trên được cái 65,50 đấy thì mình sẽ mua vào. Như các bạn thì thấy cái 65,46 mình đã mua vào luôn rồi, thì lúc mà mình mua vào đấy thì stock nó chỉ có đi lên thôi. Mình đã bán đi, gọi là bán một phần của stock đi khi mà thực ra là mình vào ở đây với giá 65,46 thì cái điểm mà mình sẽ thoát ra là khoảng 64,5, tức là một điểm. Nếu mà thua thì mình sẽ kiếm một điểm, nếu mà thắng đấy, như vậy 200 phiếu mình thắng mình sẽ được 200 đô, và mình thua mình mất 200 đô. Nhưng mà thắng thì mình sẽ có thể thắng được nhiều hơn. Nhưng các bạn thì thấy là trong ngày hôm nay nó không chỉ lên một điểm, mà nó lên từ 65,5 nó lên tận 72 đấy. Thì khi nó lên như bạn thì thấy đây, mình mua thêm 200 ở 68,33 lúc 10 giờ 17, tức là ở đây nó lại một lần nữa nó lên, nó chạm đến cái đỉnh này, nó đi xuống, nó lại cố gắng để quay lại cái đỉnh cũ đấy. Khi nào nó vượt qua được cái đỉnh cũ đấy mình mua thêm vào. Thì như các bạn có thể thấy sau, ngày hôm nay mình kiếm được rất nhiều tiền từ con net này. Nhưng mà sau khi nó đạt đến đỉnh ở đây nhá, 72 này, nó đi xuống và nó tụt quá hết tất cả các đáy cũ đấy. Các bạn có thể thấy đáy cũ gần nhất trước khi nó đạt đỉnh là 70,75 đi, thì nó sẽ tụt xuống 70,75. Lúc đấy mình lại không thích cái stock này nữa rồi. Thì lúc đấy mình sẽ, nếu mà mình có position nào ở trong cái stock này, tức là mình còn sở hữu số phiếu nào day trade, thì mình sẽ bán, tại vì là có dấu hiệu là stock đi xuống. Và như các bạn có thể thấy là stock sẽ đi xuống vượt quá cả cái đường VWAP này, cái đường màu vàng này, đi xuống vượt quá đường đấy, cố gắng quay đầu lại, không quay đầu được, và cuối cùng là bị sell off đến cuối ngày. Nhưng mà stock vẫn kết thúc cái ngày hôm nay với số phần trăm up, số phần trăm tăng so với ngày hôm trước là 11%. Stock tương đối mạnh. Stock tiếp theo mà mình muốn nói là SQ, là con Square, là về thanh toán điện tử. Square này mình mua, để xem nào, mình mua 100 phiếu của Square với giá 186,98, tức là gần 187 lúc 9 giờ 45. Lý do tại sao mình mua nó lúc đấy là tại vì stock Square cũng mở phiên cao hơn so với ngày hôm trước, cũng cái dự định đấy là nó sẽ đi lên trong ngày. Thì các bạn có thể thấy stock mở cửa ở giá 185, đi xuống, vượt 185, đi lên, nhưng mà đến đây lại khựng lại. Thì mình sẽ chờ đến khi, thực ra là mình một cái trade này của mình stop loss rất là nhỏ thôi, 187, và stop loss của mình sẽ ở dưới cái đây, tức là khoảng 185 đi, tức là 2 điểm,
hay điểm thôi, 100 phiếu là mình sẽ chịu chấp nhận mất 200 đô nếu cái trade này của mình fail. Thì nhưng mà như các bạn thấy nó không fail mà nó lên tiếp, và cái stock này nếu mà mình giữ nguyên 100 phiếu không bán đi phiếu nào thì nó sẽ lên từ 187 đến một đó đấy lên đến 200, tức là 13 đô là mình có thể kiếm được 1.300 đô. Thế nhưng mà đấy là không phải cái cách chơi, tại vì không bao giờ mình biết được là nó lên được bao nhiêu. Thế nên là cái cách chơi trong trading là mình kiếm nếu cái stop loss của mình là 2 điểm, tức là từ 187 đến 185, thì khi mà mình đạt được 2 điểm mình sẽ bán một ít, trong thuật ngữ gọi là take partial, tức là mình bán một số lượng phiếu của mình đi, mình giữ lại số còn lại để nếu nó lên thì mình hưởng tiếp cái số nó lên, còn nếu nó xuống thì mình không bị lỗ. Đấy, thì như các bạn thấy là mình bán cứ bán khoảng 25 25 25 một. Đấy, mình lại mua thêm lúc mà 10:08 mình mua thêm 50 phiếu ở giá 190. Đấy. Lý do mình mua 50 phiếu ở 190 là gì? Bạn thấy nó đi lên này, xong nó quay đầu lại này, và nó lại cố gắng để nó quay đầu lên, nó lên cao hơn cái giá cũ là 190, thì lúc mà 190 mình mua vào mình lại hưởng nó đi lên tiếp. Ok chưa? Đấy, thì con square này rất mạnh trong ngày hôm nay, kiếm được rất nhiều tiền một con square. Và con cuối cùng là mình muốn nói là con Baba Alibaba. Bạn thấy mình mua 100 phiếu Alibaba lúc 293, lúc 10 giờ. Lý do mình mua Alibaba là tại sao? Các bạn có thể thấy mở phiên cố gắng đi lên không đi được, lên cố gắng lên đến tới cái mốc mua 293 này không tới được, cố ở đây để lên quá 293 không được, thấy cái đỏ mà lại còn có cả cái lòi đuôi ra, nó gọi là topping tail, tức là gì? Tức là trong cái phút đấy lúc 9:37, từ 9:37 phút mà không không tích tắc đến 9:37 phút 59 tích tắc là 59 giây, không phải 59 tích tắc, 59 giây là stock trong cái thời gian đấy stock sẽ đã có thời gian chạm đến đây rồi, chạm đến 29 290 rồi, nhưng mà lại bị sức bán đẩy xuống đóng cửa đóng cái phút đấy ở 292,40 đấy, và tiếp tục tụt xuống, xong rồi lại một lần nữa cố gắng để đi lên vượt cái mốc 292,90 đấy nhưng mà không được đấy, nhưng mà nó lại giữ được cái khoảng cách không lớn so với 292,90 đấy, thì cái giao dịch của mình sẽ là gì? Một khi nó break được cái 292,90 đấy mình sẽ mua, mình đặt lệnh automatic trong sàn vượt qua 292,90 cái là mua cho mình luôn 100 phiếu. Như các bạn thấy đây, mình đã đặt lệnh 293 cho chắc chắn, thì 293,05 mình đều mua. Stop loss của mình là gì? Là ở đây đúng không? Là 291,75 đi, tức là mình có khoảng 1,25 sen, 1 đô 25 sen stop loss trên 100 phiếu của mình, tức là mình chịu sẵn sàng mất 120 5 đến 150 đô. Thế nhưng mà cái stock này nó chỉ có đi lên thôi ạ, nó không đi xuống. Mình bán dần dần cái số phiếu đi ở khoảng 294, tức là cũng khá cao, khoảng hơn 1 điểm 294. Và sau đấy mình cũng lại thực ra trong ngày mình không mua thêm mà mình giữ phiếu cho nó chạy đến hết ngày thôi. Đấy, thì đó là ba cái trade tiêu biểu mà mình muốn nói trong ngày hôm qua. Đương nhiên là đã có những cái trade mà mình mất tiền, thế nhưng mà như mình nói đã nói trong các video trước là khi mà trade thì bạn biết được là bạn sẽ mất bao nhiêu, tại vì có cái stop loss mình quyết định là mình sẽ mất bao nhiêu thì mình sẽ mất, nếu mà thua thì mình sẽ chỉ mất bấy nhiêu thôi, chứ không có chuyện là mình vào cái con giả sử mà mình muốn mua 33 ở đây đi chẳng hạn, stop loss của mình sẽ là ở đây đúng không? Nhưng mà nó không vượt được, nó đến stop loss rồi mà mình không bán, không có chuyện là mình chịu nó tụt mãi đâu, mà mình sẽ phải bán ngay. Đấy, thế nên là cái trading là nó như vậy. Mình có cái kế hoạch và mình tuân thủ theo cái kế hoạch đấy thì sẽ thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp các bạn trong những video tới. Xin cảm ơn.